Hello xin chào, chúng ta lại đến với chuyên mục đọc bài viết online có nội dung tâm đắc. Bài viết hôm nay có nhan đề Túi khôn của người xưa, 26 mẹo nhỏ tuyệt hay có từ 100 năm trước. Nội dung bài viết như sau: Tổng hợp 26 mẹo nhỏ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày đã có từ 100 năm trước. Những mẹo nhỏ này sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹo thứ nhất tay bị dính dầm gỗ, cách lấy dầm gỗ ra khỏi tay. Dầm gỗ khi bị găm vào tay sẽ gây đau đớn khi lấy ra. Một cách rất tốt để làm điều này là dùng một bình miệng rộng, đổ nước nóng đầy gần tới bình miệng và ấn mạnh vùng tay bị tổn thương vào bình miệng. Hơi nước nóng sẽ từ từ kéo mạnh dầm gỗ ra mà không hề đau đớn. Mẹo thứ hai, châm que diêm khi có gió lớn trong điều kiện có gió ta thường gặp khó khăn khi phải châm que diêm trước khi châm diêm hãy dùng dao khứa lên que diêm tạo ra các vết cắt như hình vẽ các vết cắt này sẽ bắt lửa ngay lập tức ngọn lửa rất lớn và que diêm sẽ được đốt cháy mẹo thứ ba xác định phương hướng bằng chiếc đồng hồ phương pháp hướng kim chỉ giờ về phía mặt trời sau đó đặt một thanh gỗ nhỏ hoặc một cọng cỏ nằm giữa kim chỉ giờ và số 12. Khi đó, hướng chỉ của thanh gỗ sẽ là hướng nam như hình vẽ. Mẹo thứ tư: Cách cầm một cái bình nặng. Cách cầm chiếc bình như hình bên phải là chính xác và không lo bị tuột tay. Mẹo thứ năm: Một gợi ý khi chế biến khoai tây. Để làm cho khoai tây khô và chín đều khi nấu, thêm vào một chút đường cũng như muối khi nước đang sôi. Sau khi khoai tây đã chín đổ nước đi và chiên qua chảo trong thời gian ngắn. Nhớ đảo đều tay để khoai tây được khô đều. Mẹo thứ sáu, cách để loại bỏ một gốc cây. Nếu một gốc cây không được loại bỏ hẳn khỏi đất, nó sẽ mọc lên nhanh chóng một thời gian sau. Để ngăn chặn điều này, hãy khoan những chiếc lỗ trên gốc cây và rắc một hỗn hợp của chất chống mối mọt với muối vào các lỗ này sẽ khiến gốc cây không thể phát triển được nữa. Mẹo thứ bảy, làm cho nút chai vừa với bình. Trường hợp nút chai quá to so với bình, hãy làm như sau. Đặt nút chai dưới đế dày sạch và dùng chân ấn mạnh trong một lúc. Hãy lăn qua lăn lại để nút chai co lại. Thay vì cắt nhỏ, bạn có thể dùng cách này để nút chai co lại vừa với cổ chai. Mẹo thứ 8. Cách nhổ đinh hiệu quả Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhổ những chiếc đinh dài, hãy sử dụng một thanh gỗ kê bên dưới như hình B. Khi đó, bạn có thể nhổ nó ra một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹo thứ 9: ướp lạnh rượu mà không cần đá lạnh. Phương pháp: bọc bên ngoài chai rượu một miếng nỉ và đặt chai cần làm lạnh trong một bình băng xanh hoặc băng đất dưới vòi nước lạnh như trên hình vẽ. Để như vậy trong khoảng 10 phút, sau đó chai sẽ được làm lạnh và sẵn sàng cho bữa tiệc. Mẹo thứ 10: luộc quả trứng vỡ. Nếu bạn có một quả trứng vỡ, bạn cần phải luộc nó Hãy nhớ cho thêm một chút giấm vào nước khi luộc, điều này giúp cho quả trứng sẽ không bị nứt ra trong quá trình luộc. Mẹo thứ 11: Bảo quản những chiếc bình có giá trị. Phương pháp: Đổ vào bình một lượng cát như hình vẽ. Điều này làm tăng trọng lượng của bình, giúp cho nó cân bằng tốt hơn nếu chẳng may va vào. Mẹo thứ 12: Loại bỏ vết nhơ bẩn khỏi dây. Phương pháp: hòa tan dung dịch gồm soda và hai muỗng sữa nóng. Dùng vải thấm dung dịch thu được và chà sát nhẹ nhàng trên bề mặt của dây. Vết nhơ bẩn sau đó sẽ bị biến mất hoàn toàn. Mẹo thứ 13. Làm sạch tranh sơn dầu. Phương pháp cắt một củ khoai tây nhỏ sau đó dùng nó để chà nhẹ nhàng lên bề mặt của bức tranh sơn dầu. Phần nhiễm bẩn của củ khoai tây sau khi chà được cắt bỏ trước khi tiếp tục dùng nó để làm sạch. Cuối cùng, dùng dầu hạt thông để lau lại lần nữa. Mẹo thứ 14. Vẽ vòng tròn không cần công ba. Phương pháp. Dùng một sợi dây thép nhỏ quấn quanh cây bút chì và giữ cho đầu còn lại thẳng như hình vẽ. Đầu giữ thẳng sẽ đóng vai trò như một chân của công ba. Bằng cách này, bạn có thể vẽ một vòng tròn với bán kính tùy ý. Mẹo thứ 15. Làm hoa héo tươi trở lại. Phương pháp. Ngâm rễ của hoa vào trong nước nóng và giữ như vậy đến khi nước đã nguội hẳn, phần cuốn rễ nên được cắt bỏ và hoa được cắm trong nước lạnh theo cách thông thường. Mẹo thứ 16. Kiểm tra độ tươi của tôm Phương pháp, lật ngửa con tôm ra, sau đó đột ngột lật nó một lần nữa. Nếu đuôi con tôm giật ngược trở lại rất nhanh, thì con tôm này còn khá tươi. Ngược lại, nếu đuôi con tôm giật lại một cách tư tư, thì con tôm này đã để lâu rồi và không còn tươi nữa. Mẹo thứ 17: Cắt bánh mì mới thành những lát mỏng. Phương pháp: nhúng dao vào nước nóng đến khi đã nóng hoàn toàn thì dùng nó cắt bánh mì thật nhanh. Dao nóng sẽ cắt bánh mì thành những lát mỏng và không hề gặp khó khăn. Mẹo thứ 18: Thu dọn những mảnh kính vỡ. Cách tốt nhất để thu dọn những mảnh kính vỡ là dùng một tấm vải mềm cũ. Tấm vải cũ có thể ném đi cùng với những mảnh kính vỡ sau khi thu dọn hoặc dùng băng keo để chấm những mảnh kính vỡ li ti còn dính trên sàn nhà. Mẹo thứ 19. Đánh bóng giày mới Giày mới đôi khi rất khó để có thể đánh bóng. Có thể dùng một nửa quả chanh chà sát nhẹ lên giày, sau đó để nó khô ráo. Lúc này, đôi giày có thể đánh bóng một cách dễ dàng như bình thường. Mẹo thứ 20. Tháo chiếc nhẫn chật ra khỏi ngón tay Trước khi tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, bạn nên sát một ít xà phòng lên ngón tay, sau đó mới tháo nhẫn ra nhẫn sẽ được lấy ra một cách dễ dàng. Mẹo thứ 21: Giữ cho bút vẽ luôn được sạch. Dùng một tấm nhựa lồng xuyên qua bút vẽ, bằng cách này bạn sẽ giữ cho bút vẽ tránh bị những giọt màu rơi xuống làm bẩn. Mẹo thứ 22: Loại bỏ vết mực khỏi khăn tay. Nếu khăn tay bị dính bẩn bởi mực, bạn hãy nhúng nó vào sữa ngay lập tức. Sau một vài lần như vậy, vết mực sẽ biến mất hoàn toàn. Mẹo thứ 23: Làm sạch chai lọ bỏ vào chai lọ một ít cát hòa với nước, sau đó bịt nút lại và lắc mạnh. Toàn bộ bên trong chai lọ sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Mẹo thứ 24. Các cách thắt nút hiệu quả. Cách thắt nút thứ nhất rất hữu dụng khi dùng để nâng các vật nặng, ví dụ như thanh gỗ lớn. Cách thắt nút thứ hai dùng để nối chặt các sợi dây thần lại với nhau. Cách thắt nút thứ ba dùng để tăng độ bám và chắc chắn cho dây thần khi chằng buộc mẹo thứ hai mươi lăm tách hai chiếc cốc ra khi chúng bị dính chặt vào nhau khi hai chiếc cốc dính chặt vào nhau và có nguy cơ bị vỡ nếu cố gắng tách chúng ra khỏi nhau cách đơn giản và hiệu quả nhất là đổ nước lạnh vào cốc phía trên và ngâm cốc phía dưới vào nước ấm hai chiếc cốc sẽ tự tách nhau ra sau đó mẹo thứ hai mươi sáu cách phản ứng khi gặp chó dữ sử dụng những vật dụng như một chiếc gậy thậm chí là một chiếc khăn hay một chiếc mũ dơ ra phía trước bạn như hình vẽ. Con chó luôn luôn phản ứng lại chiêu phòng thủ trước khi cắn. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội để hạ nó bằng một cú đá. Theo phụ nữ News